Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo hiệu ứng kim loại cho những đối tượng trang trí ở phần mắt này. Đầu tiên chúng ta cùng nhau làm như sau. Đang ở layer này, các bạn nhấn Ctrl A trên bàn phím. Các bạn nhấn Ctrl C trên bàn phím để chọn copy. Sau đó tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta chuyển qua kênh channel. Chúng ta sẽ lợi dụng một vài kênh này để chúng ta làm hiệu ứng kim loại cho đối tượng này. Tôi tạo một kênh mới. Các bạn nhấn Ctrl V trên bàn phím để chúng ta dán vùng chọn chúng ta vào copy. Sau đó các bạn có thể vào phần edit, chọn fill, chúng ta chọn fill cho màu trắng. Sau đó các bạn nhấn ok trên bàn phím. Vậy là chúng ta đã có một vùng chọn màu trắng ở đây rồi. Tôi bắt đầu nhấn Ctrl D bỏ chọn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau copy thành một layer channel mới. Tôi có thể nhấn Ctrl Z hoặc cầm đối tượng này kéo thả vị trí này và bỏ tay ra. Sau khi chọn được đối tượng này rồi, chúng ta cùng nhau dùng kênh tạo blur vào filter blur và chọn Gaussian blur. Nhưng trước khi chọn, tôi muốn các bạn phóng lớn lên để nhìn các hiệu ứng cho hợp lý nhất. Bây giờ tôi vào kênh filter blur Gaussian blur. Sau khi chọn kênh xong, tôi có thể giảm đối tượng này nhỏ nhỏ xuống. Ở đây có thể tôi chọn 3.8 hoặc 4.8 thôi để làm nhòe những phần này các bạn. Tôi zoom gần lại. Đó, làm nhòe mờ để tạo chiều sâu và độ cong cho đối tượng trang trí của chúng ta. Ở đây tôi có thể gõ 4.5 và chúng ta có thể ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kênh level để chỉnh lại chút xíu. Tôi zoom lớn lên, các bạn vào image, chọn treatment và chọn level. Các bạn có thể tùy chỉnh các thông số này sao cho hợp lý theo ý của các bạn. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh theo ý của tôi. Tôi muốn đối tượng này nó sẽ nhọn đi và sắc nét hơn sao cho giống kim loại nhất. Bây giờ tôi có thể cho vị trí này 41, đối tượng này 65 và đây 1.1 để cho tương đối sát cạnh. Sau đó chúng ta ok. Tiếp theo chúng ta copy một kênh mới. Kênh mới này chúng ta tiếp tục vào kênh làm mờ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo viền bo tròn cho nó. Các bạn vào blur và tiếp tục chọn Gaussian blur. Ở đây tôi cho khoảng bằng 9, cho nhòe mờ hoàn toàn luôn hoặc 9.5. Sau đó chúng ta ok. Bây giờ các bạn fill cho đối tượng này màu đen. Chúng ta nhấn Ctrl, nhấn chặt phím Ctrl và chọn tấm hình này, chuột trái tấm hình này, hình trên đó. Các bạn thấy rằng chúng ta có vùng chọn. Bây giờ chúng ta đang đứng ở phần channel bên dưới. Các bạn nhấn Ctrl Shift Y hoặc vào filter. Xin lỗi, chúng ta vào phần select, chọn invert. Và tiếp tục tôi vào edit, chọn fill. Và bây giờ chúng ta fill cho đối tượng này màu đen. Tôi ok. Bây giờ tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta bắt đầu xuất hiện hình khối rồi. Đúng không nào? Rất đẹp và dễ chịu. Còn nếu như các bạn muốn xuất hiện nhiều hơn nữa, các bạn có thể fill lần thứ hai. Có thể tôi Ctrl Z lại. Tôi tiếp tục vào phần Edit, fill và cũng chọn Black. Ok. Tôi Ctrl D bỏ chọn. Sau khi phi màu và chỉnh các đối tượng xong, bây giờ chúng ta bật phần đối tượng RGB trên cùng lên và bỏ con mắt, tức là chúng ta sẽ không bật phần này nữa. Tôi bỏ chọn. Bây giờ qua phần layer, các bạn tạo tôi một layer mới. Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift N hoặc bấm biểu tượng này và chọn tôi một tông màu tương đối xám. Nó ở trên này và ok. Các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Class Init để tô màu ô bên trên và Ctrl Delete tô màu ô bên dưới. Bây giờ tôi tô màu ô bên trên và nhấn Alt Class Delete. Sau khi nhấn xong, các bạn vào chức năng Filter Render và chọn Lighting Effect. Khi các bạn đã vào phần Lighting Effect thì đầu tiên các bạn chú ý thành trạng thái trên này. Chúng ta sẽ chọn phần Blur or Mist. Sau khi chọn xong, các bạn chưa thấy đối tượng của chúng ta xuất hiện thì các bạn kéo thang này xuống dưới này. Chúng ta chọn phần kênh alpha 1 copy 2. Đối tượng chúng ta đã hoàn toàn xuất hiện. Sau khi xuất hiện xong, các bạn có thể chỉnh phần 2 này
sao cho đối tượng chúng ta tròn hơn chút. Và màu sắc các bạn thay đổi ở trên này, có lâu. Tôi đổi một màu nghiêng cam, sao cho hoàn thiện với gương mặt chúng ta hơn. Tôi chọn màu hơi cam. Ok, còn cường độ sáng chúng ta có thể cùng nhau giảm đi nếu bạn thấy cần thiết. Và tăng giảm có thành phần 2 này. Bạn tăng vừa phải sao cho hợp lý, tương đối tròn là được. Ở đây, chúng ta có thể đồng ý với phương án này. Nếu đồng ý, các bạn có thể nhấn phím Enter trên bàn phím hoặc nhấn phím OK ở đây. Ở đây bật tắt phần review. Bây giờ tôi thấy phần chiều cao hơi bị cao, chúng ta giảm xuống còn khoảng 2 thôi. Là hợp lý nhất. Tôi OK và đồng ý với kết quả này. Sau khi phần mềm chạy xong, chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta đã có ở đây rồi. Trông rất hợp lý và đẹp. Bây giờ tôi muốn chọn lại cái vùng này và lấy vùng này thôi. Tôi làm như sau, tôi chuyển về kênh alpha, nhấn Ctrl và chọn vào phần alpha 1 copy. Và các bạn vào phần select, chọn invert. Hoặc là chúng ta nhấn phím Ctrl Shift Y, sau đó chúng ta nhấn phím delete trên bàn phím. Qua bên này, yes. Tôi Ctrl D bỏ chọn. Vậy là bây giờ chúng ta đã có mặt nạ rồi. Tôi di chuyển, giữ phím Shift, khớp với đối tượng này. Nếu muốn các bạn có thể di chuyển cao lên một chút để tạo phần trái bóng này, nhưng mà theo tôi không cần thiết. Tôi giữ phím Shift, di chuyển trùng khớp là OK. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tạo xong phần trang trí cho đối tượng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo bóng đổ và chỉnh sửa một chút về màu sắc cho đối tượng này. Để tạo bóng đổ chúng ta làm như sau. Bây giờ tôi sẽ gom hai đối tượng thành một đã, nhấn Ctrl, sau đó các bạn nhấn Ctrl E, gom hai đối tượng thành một. Bây giờ để tạo bóng đổ các bạn chọn layer này và bấm vào phần FX, chọn đất sơ đào. Thì các bạn thấy ngay rằng sau khi chọn đất sơ đào, tôi có thể nhấn chuột trái ở vùng ngoài màn hình kéo để tạo phần bóng đổ như nó. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh các thông số này. Đó. Kích cỡ lớn hay không? Cường độ opacity. Tôi cho khá nhẹ thôi. Tôi đồng ý kết quả này. Ok. Còn màu sắc đối tượng này chúng ta có thể tinh chỉnh lại một chút xíu. Tôi chọn đối tượng này vào phòng image and statement và chọn bias contrast. Tôi giảm cường độ sáng đi chút cho hợp lý hơn để màu hòa trộn với màu nền này. Và cường độ tương phản nếu muốn bạn phải tăng lên hoặc giảm xuống. Tôi giảm xuống khoảng trừ 1 và giảm độ sáng đi một chút, còn trừ 25. Bây giờ tôi OK đóng lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần mặt nạ trang trí này rồi. Ở video tiếp theo, chúng ta cùng nhau xử lý tinh tế hơn phần mặt nạ này.